Thưa quý vị, thời gian qua xảy ra một số vụ việc nghịch tử sát hại cha mẹ gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói chỉ vì xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà các đối tượng lại ra tay đoạt mạng đứng sinh thành. Mới đây nhất tại An Giang đã xảy ra một vụ án mạng chấn động khi con trai đã ra tay sát hại chính cha và chú ruột của mình. Chiều ngày 5 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân, sinh năm 2005, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Ân là đối tượng đã dùng dao sát hại cha và chú ruột chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2023, Lâm Hoàng Sang sinh năm 1980 cùng hai em ruột là Lâm Viết Tiền sinh năm 1983, Lâm Thanh Toàn, sinh năm 1987 và Dương Hữu Thanh sinh năm 1991, cùng chú tại khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tổ chức uống rượu tại nhà cha ruột. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm Hoài An là con ruột của Sang, đi uống cà phê về tới thì xảy ra mâu thuẫn với Sang và Tiền dẫn đến xô sát. Sau khi bỏ chạy, một lúc sau, Nghịch tử này đã cùng hai đối tượng khác là Dương Văn Hiền, sinh năm 2004 và Nu Tánh Linh, sinh năm 2006, cùng chú tại địa phương, đi trên xe máy mang biển kiểm soát 65 FA01897, quay lại bàn nhậu để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến gần nhà bà ngoại của ân thì thấy Tiền, Sang, Toản và Thanh đang đứng ngoài đường bê tông có cầm hung khí. Lúc này ân xuống xe cầm dao, loại dao phóng lợn, chạy đến tấn công, khiến Tiền tử vong tại chỗ, rồi chuyển qua đâm Sang té ngã, không dừng lại ân tiếp tục đuổi đánh toản thanh thì bị thanh giật lấy hung khí ân cùng hiền và linh bỏ chạy khỏi hiện trường sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an huyện thoại sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với công an thị trấn óc eo bảo vệ hiện trường tiến hành truy bắt đối tượng Đồng thời báo cáo ban giám đốc công an tỉnh An Giang, chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và phòng kỹ thuật hình sự phối hợp công an huyện Thoại Sơn và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7 giờ ngày 4 tháng 5, lực lượng công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ ân khi đang lần trốn tại thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan công an, bước đầu ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình ngay trong sáng cùng ngày lực lượng công an tiến hành mời hiền và linh về trụ sở làm việc riêng đối với linh và hiền lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật